một trang trại chăn nuôi dê sinh sản lớn bậc nhất tại miền Bắc. Thấy đây là một cái khu vực mà rất thuận lợi cho việc là phát triển đàn dê và chăn nuôi dê. Với đối tượng chủ lực là dê bò sinh sản, một giống dê lớn rất nhanh và cho sản lượng thịt nhiều hơn các giống dê thông thường. Một con dê bò trưởng thành cân nặng khoảng 100 kg và có thể cung cấp hơn 40 kg thịt dê. Con dê cỏ của mình thịt nó chỉ được khoảng 15% là thịt thôi, nhưng con dê bò lai này nó có thể đạt đến 28-30% thịt. Hãy cùng chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và ekip ghé thăm trang trại này xem những chú dê bò vốn được nuôi chủ yếu ở khu vực phía Nam sẽ sinh sản và phát triển như thế nào tại miền khí hậu của khu vực phía Bắc. Đây là chủ trang trại dê bò sinh sản tại thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh là Nguyễn Xuân Trường. Hãy cùng nghe tâm sự của anh về con đường mà anh đến với nghề chăn nuôi dê, nghề mà đang mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho gia đình anh. Trước kia thì mình làm dịch vụ, xong thì sau khi mà nó bị có đại dịch Covid thì nó ảnh hưởng đến các cái mảng thương mại và dịch vụ của mình. Đấy, và mình đã quyết định chuyển sang cái hướng là làm nông nghiệp. Và cái duyên của mình là khi mà mình vào trong Đồng Nai ấy, thì mình đã gặp rất nhiều cái mô hình chăn nuôi con dê này và mình thấy nó hay và mình đã quyết định là chuyển con giống từ trong Đồng Nai về khu vực mình là khu vực ở Vĩnh Phúc để thuần hóa con dê. Đối với mình ấy, trước khi mình quyết định nuôi con dê sinh sản này thì mình cũng đã tìm hiểu về rất nhiều con vật nuôi rồi. Nhưng mà mình thấy cái lợi thế của cái con dê sinh sản này ấy, thì là về cái lượng thức ăn công nghiệp của nó thì nó chiếm một tỷ lệ rất là thấp. Đấy, như nhà mình bây giờ là mỗi con nó chỉ ăn hết 3.000 đồng trên một ngày thôi. Đấy, còn nếu như mà mình lựa chọn những con khác ấy, trong cái thời điểm mà giá thức ăn công nghiệp lên cao như này thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều. Một cái điều nữa để mình quyết định chọn con dê đấy là với quỹ đất nhà mình là tương đối rộng, mình có hơn 2 hecta cơ. Mà con dê nó ăn lại chủ yếu thức ăn của nó là thức ăn thô xanh. Thế là mình tận dụng cái khoảng đất trống đấy của mình để mình trồng cỏ. Đấy, và cái thứ hai nữa là sau khi mà mình đưa con dê ra ngoài Bắc sinh sản thì mình thấy nó cũng phát triển rất là tốt, cũng không kém gì cái môi trường ở trong miền Nam cả. Thế là mình đã quyết định là phát triển rộng ra cái mô hình này. Nếu như các nông hộ chăn nuôi dê tại khu vực phía Bắc ưa chuộng nuôi dê cỏ hay dê bách thảo thì anh Trường lại lựa chọn nuôi giống dê bò, một giống có nguồn gốc từ Nam Phi và được nuôi chủ yếu tại khu vực phía Nam của nước ta. Theo anh Trường, so với giống dê truyền thống như dê cỏ hay dê bách thảo thì dê bò có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như dễ nuôi, lớn nhanh, cho sản lượng thịt nhiều hơn nên hiệu quả kinh tế mang lại sẽ cao hơn. Thì mình thấy có một cái lợi thế so với cả cái con dê truyền thống ở khu vực phía Bắc đấy là nó lớn rất là nhanh. Ví dụ như là một con dê cái mình nuôi 6 tháng nó sẽ đạt được khoảng độ từ 2 năm đến 30 kg. Đấy đối với con dê cái. Còn con dê đực thì nó có thể đạt từ 3 năm đến 40-45 kg. Là cái tỷ lệ thịt ở trên con dê này nó rất là cao. Chỉ nó cao gấp đôi so với cả con dê cỏ của mình cơ. Ví dụ con dê cỏ của mình thịt nó chỉ được khoảng độ 15% là thịt thôi, nhưng con dê bò lai này nó có thể đạt đến 28-30% thịt. Khu trang trại của gia đình nhà anh Trường rộng khoảng 2 hecta, nằm trong khu vực khá biệt lập. Nơi đây có không gian thoáng đãng, mát mẻ, diện tích đất đai rộng lớn, thuận tiện cho anh Trường canh tác cỏ, chủ động nguồn thức ăn cho dê. Vâng, lần đầu tiên đến trang trại này tôi cảm thấy đây là một cái khu vực mà rất thuận lợi cho việc là phát triển đàn dê và chăn nuôi dê. Và đây là một cái trang trại mà cũng chăn nuôi dê rất là lớn và có cái quy mô cũng là tương đối cơ bản. Vâng, thứ nhất ở đây em thấy là có điều kiện đồng cỏ này, khí hậu cũng rất là thoáng mát đúng không ạ? Đúng rồi. Thì khi mà đưa con dê về đây nó sẽ thuận lợi cho cái việc sinh trưởng của nó như thế nào thầy? Vâng, thì bởi vì là đối với dê thì là nó cần phải là cái khí hậu mát
và đồng thời là phải là cao ráo và không khí là trong sạch, đặc biệt là cái khu vực mà phải có cái dự trữ cái thức ăn, đặc biệt là thức ăn xanh, rất là tốt, có đầy đủ các cái dữ kiện đó, đặc biệt là cái khí hậu đây là cái khí hậu là không phải là miền núi nhưng mà đây cũng là cái khí hậu mà trung du, nên nó cũng rất thuận lợi cho cái việc phát triển đàn dê. Hiện tại anh Trường đang nuôi dê ở hai khu chuồng, một khu chuồng nuôi dê sinh sản và một khu chuồng nuôi dê hậu bị. Chuồng được xây dựng tương đối kiên cố và thoáng mát. Vâng, xin chào anh Trường. Rồi, chào anh Trường. Ừ. Rồi, lên cái trang trại đây thì thầy thấy là cũng rất là tốt, đặc biệt là cái chuồng nuôi đây, đúng không? Đặc biệt là cái chuồng nuôi là nằm như thế này, chúng ta thấy là phân loại được dê và đặc biệt là thoáng mát, và cái sàn chuồng nuôi là cái nền cách sàn là tương đối là tương đối cao, và cái tương đối cao thì nó cũng là thông thoáng về mùa hè và đồng thời là dễ thì mà chúng ta thu gom được các cái chất thải, và khi mà thu gom được các chất thải thì cái thì chuồng nuôi này nó thường là thông thoáng khí tốt, ít là có cái khí độc trong chuồng nuôi như NH3 và HAS. Nhà anh Trường thì có tham khảo cái kiểu chuồng này xây dựng ở đâu không ạ? Thì qua quá trình anh làm thì anh tự nghiên cứu ra, là học hỏi ở các cái trại lớn ở trong khu vực miền trong. Thế này là cũng có cải tiến rồi đúng không ạ? Cải tiến để phù hợp với cái điều kiện ở miền Bắc. Đúng rồi, ngoài Bắc mình thì nó, mùa hè thì nó nóng hơn, nóng hơn. Mùa đông thì nó lại lạnh hơn. Mình sẽ làm theo kiểu hai mái. Đúng rồi, anh làm mái hở này thì khi mà khí nóng nó bay lên trên thì nó sẽ thoáng chuồng. Rất là đẹp. Lúc trước là làm theo. Đấy cho nên là lúc nãy chúng ta ở dưới kia thì thấy rất là nóng, nhưng mà lên trên đây thì thấy gió rất thoáng, rất mát. Ngoài ra thì khi mà bước lên cái khu chuồng của nhà anh Trường thì cảm thấy là cũng không có những cái mùi hôi đặc trưng. Đúng quá. Và chắc chắn là cái khâu vệ sinh môi trường của anh ấy cũng đang được thực hiện rất là tốt đúng không ạ? Điều kiện chuồng nuôi kiên cố thoáng mát là điều kiện lý tưởng để những con dê nhanh chóng thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường. Bên cạnh việc thiết kế cho dê một không gian sống thoáng đãng sạch sẽ, anh Trường còn tự nghiên cứu và tìm ra công thức thức ăn cho dê, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm chi phí. Đây là một bữa ăn mà anh chuẩn bị cho đàn dê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì không biết là thành phần của thức ăn này ngoài những cái cỏ và cám em quan sát mắt thường như này thì mình sẽ bổ sung những cái loại gì vào đây? Cái thức ăn nhà anh ấy thì là anh dùng cái công thức ăn là anh phối trộn luôn. Thì trong đấy là anh cho là 70% là cỏ, 20% là bã bia và 10% là cám. Cám là cám ăn, cám công nghiệp ạ? Mình cho cám công nghiệp cộng với cả men tiêu hóa. Men là dùng cái men cao tỏ, men vi sinh ấy. Men cao tỏ, men vi sinh. Thế vậy thì với cái công thức thức ăn như thế này thì theo thầy đây là cái công thức là tương đối là chuẩn. Đó, tương đối là chuẩn. Bởi vì là đối với dê nói riêng và loài nhân loại nói chung thì cái thức ăn của nó chủ yếu là thức ăn thô xanh. Đây thức ăn thô xanh nó là 70-80%. Đó. Còn thức ăn tinh là 30%, thì trong thức ăn tinh thì tùy theo là chúng ta sẽ phối chế. Thì như em phối chế đây là cái bã bia thì chúng ta thấy là cái bã bia nó cũng có tác dụng rất tốt, trong đó nó có các cái men mà giúp cho quá trình tiêu hóa hấp thu rất là tốt. Vậy nó cũng kích thích sinh trưởng phát triển rất tốt, và cái lượng mà cám tổng hợp là chỉ có 10% thôi. Như vậy thì là vừa đảm bảo cho cái sự sinh trưởng phát triển của đàn dê nhưng đồng thời là vừa giảm được cái chi phí trong quá trình chăn nuôi. Đó, và cái thức ăn như này khi mình ngửi đây cũng là rất là thơm, rất là tốt. Nó rất là thơm, rất tốt, và đồng thời là gì? Là cho ăn luôn. Chứ còn một số trường hợp thì là người ta thì cho thức ăn xanh riêng, tức là băm ra có thể là rất là dài hoặc có thể để cả cây. Nhưng mà khi chúng ta để cả cây thì nó lại làm nó choáng cái diện tích mà máng rất là nhiều. Nhờ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, những chú dê bo được anh nhập về từ khu vực phía Nam nhanh chóng được thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường. Hầu hết trong khoảng 6 tháng kể từ khi mua về, dê đã bắt đầu sinh sản với tỷ lệ cao. Đàn dê được chủng ngừa vaccine đầy đủ và đúng quy trình nên rất ít khi mắc dịch bệnh. Dê sinh trưởng nhanh và tỷ lệ đồng đều cao. Chính vì vậy thì thầy quan sát là cái đàn dê đây là rất đẹp, lông mượt.
đúng không? Và các cái cơ bắp thường rất là căng, chứ không thể hiện rõ hoặc là không biết được rõ là các cái xương sườn, nhiều trường hợp là rô xương sống lên và rô xương sườn, và cái hai cái sống lưng, hai cái xương hông ấy, thường rô rất cao, nó rô rất cao. Như đây thì chúng ta thấy là nó rất là đẹp. Hiện tại anh Trường đang cung cấp dê giống cho khách hàng trên mọi miền Tổ quốc, với sản lượng trung bình là khoảng 1.000 đến 2.000 con mỗi tháng. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn như thế này, chắc chắn anh Trường cũng đã có những tính toán để có thể đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường. Cái quan điểm làm việc của mình ấy, mình muốn là tất cả mọi người cùng phát triển, và nhất là những cái khách hàng của nhà mình. Đấy, thì vì cái con dê bo lai này ở ngoài khu vực phía Bắc mình nó vẫn rất là mới, nên để tìm được đầu ra mà bà con chưa nắm được ý, thì là sẽ rất là khó để lo về cái đầu ra, nên hiểu được cái nỗi lo đấy của bà con, nên là mình đã quyết định là mình bao tiêu toàn bộ cái đầu ra cho bà con. Đấy, cái đấy thì như mình đang áp dụng là mình sẽ mua con giống của bà con cao hơn giá thị trường là 10 giá. Cái đầu ra của mình thì mình cũng có một cái lợi thế là mình, vì là cái số lượng cung cấp con giống ra ngoài thị trường của nhà mình mỗi năm lên đến vài nghìn con, nên là cái lượng dê mẹ nhà mình đẻ thì không thể kịp được để cung cấp giống, nên đấy là một cái lợi thế cho mình, và cũng mình cũng thấy là nó cũng rất là có lợi cho bà con khi mà bà con yên tâm sản xuất và mình mua cho bà con với một cái giá nó cao hơn giá thị trường như thế. Hiện tại anh Trường là một trong những nông hộ được chuyên gia Phạm Ngọc Thạch tư vấn kỹ thuật định kỳ. Vì thế, quy trình chăn nuôi thú y sẽ được đảm bảo một cách nghiêm ngặt. Để quản lý chất lượng giống dê, sau khi thu mua của bà con về, anh Trường sẽ đưa dê về trang trại để kiểm tra sức khỏe, đồng thời chủng ngừa vaccine đầy đủ. Khi con dê có đủ thể chất và năng lực mới đem xuất bán cho bà con. Nhưng mà bà con quan tâm đến cái giống dê bo lai này thì có thể liên hệ với mình qua địa chỉ là Nguyễn Xuân Trường, chủ trang trại dê bon ở tại thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, theo số điện thoại 0961 338 333. Đấy, nhà mình thì luôn sẵn sàng chia sẻ với bà con và cung cấp cho bà con những con giống tốt.